Thưa quý vị, sau hơn một tháng ra mắt khách hàng tại thị trường Tây Ninh, sản phẩm taxi điện xanh SM với dòng xe VinFast VF E34 và VinFast VF5 Plus đã nhanh chóng được người dân và du khách tin tưởng lựa chọn. Ngày 22 tháng 12, công ty cổ phận di chuyển xanh và thông minh GSM tiếp tục cho ra mắt dòng xe taxi điện VinFast VF8 5 chỗ tại thị trường Tây Ninh. VinFast VF8 5 chỗ là dòng xe ô tô điện cao cấp, không phát khí thải, không tiếng ồn động cơ, không mùi, thân thiện với môi trường với nhiều chức năng thông minh. Dòng xe taxi điện này được ra mắt với nhiều màu sắc như xanh, đỏ, trắng, đen xám, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đúng vào dịp lễ Giáng sinh và dịp lễ Tết 2024 sắp đến. Mang đến cho người dân và du khách thêm một lựa chọn phương tiện di chuyển văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đội ngũ lái xe cũng được công ty đặc biệt quan tâm, đảm bảo tiêu chí chuyên nghiệp, ân cần, lịch sự, góp phần lan tỏa văn hóa khi tham gia giao thông.